những năm qua tình hình kinh tế xã hội có nhiều biến động đã tác động không nhỏ đến đời sống của người dân nhất là hộ nghèo hộ có hoàn cảnh khó khăn thực hiện mục tiêu không để ai bị bỏ lại phía sau thành phố đà nẵng đã huy động được sự vào cuộc đồng bộ của các cấp các ngành trong việc triển khai đa dạng hóa các chính sách hỗ trợ đối với người nghèo xác định phương châm an cư rồi mới lạc nghiệp chương trình hỗ trợ sửa chữa xây mới nhà ở cho hộ nghèo là nhiệm vụ trọng tâm của thành phố trong công tác an sinh xã hội thời gian qua là một trong những trường hợp được tiếp cận chính sách này, gia đình ông Nguyễn Văn Lợi, phường An Khê, quận Thanh Khê đã không còn thấp thỏm lo âu mỗi khi mùa mưa bão đến. Có được mái ấm kiên cố, khang trang, gia đình ông Lợi có thêm động lực để vươn lên như là mưa dột hay ngói đồ hư hết cho nên phải sửa sửa lại sửa lại nhưng cũng may cũng cảm ơn là Chính quyền địa phương mấy quận có lòng hào tâm thì cho gia đình được ít nhiều như để sửa chữa cái nhà nó Bởi là cũng yên tâm là mưa bão gì cũng, cũng không lo nữa. Còn đây là tiệm trà sữa của chị Nguyễn Thị Hồng Mai. Cũng nhờ sự hỗ trợ của mặt trận phường An Khê nên chị có được phương tiện sinh kế để phát triển kinh tế gia đình. Tuy giá trị không lớn nhưng đã giúp các hộ khó khăn như chị Mai có thể tự chủ để từng bước vươn lên thoát nghèo trước đây nhà tôi kinh tế thì cũng khó khăn vì hai vợ chồng mới bị ba cháu nhỏ, có một mình anh làm là chính, mình chị thì uh, chủ yếu là chăm các cháu, mới nay mở thêm cái phường hỗ trợ, uh, mở thêm cái tủ để bán cho sữa à, thì tôi cũng uh, có thêm được chút kinh tế để chi tiêu trong gia đình cải thiện hơn để cho các cháu được đầy đủ hơn. Đa dạng hóa các hình thức hỗ trợ người nghèo là nội dung được phường An Khê nói riêng và các địa phương khác trên địa bàn Đà Nẵng nói chung chú trọng triển khai trong công tác giảm nghèo. Tại hội nghị triển khai kế hoạch thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2023, nhiều ý kiến cũng đã nhấn mạnh đến việc tổ chức các buổi đối thoại với hộ nghèo để lắng nghe tâm tư của từng trường hợp, qua đó có biện pháp hỗ trợ thiết thực thì chúng tôi là khi mà đối thoại hộ nghèo đầu năm đó, thì chúng tôi luôn định hướng đối thoại với người nghèo là định hướng là à, bây giờ cái trường hợp hộ đó mình cần hỗ trợ cho họ những cái gì theo kế hoạch thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2023, thành phố phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo còn sức lao động theo chuẩn thành phố xuống còn 1,39% trên tổng số hộ dân, vận động 100% người thuộc hộ cận nghèo tham gia bảo hiểm y tế hỗ trợ xây mới cho 80 hộ nghèo và sửa chữa nhà ở cho 200 hộ nghèo, hỗ trợ 1.500 lực hộ nghèo, hộ cận nghèo, có ít nhất một thành viên trong độ tuổi lao động có việc làm.